Rồi, ok. Video này anh sẽ sửa một cái bài tập như sau. Đó là cái bài số 1. Bài 1, bài 2 nè. Nếu biết là bài 1 á, bài 2 giống như vậy thôi. Bài 1 ta yêu cầu là nhập vào một cái mảng số nguyên. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng. Hôm trước anh chỉ là một cái bài làm gì? Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên rồi đúng không? Còn bây giờ yêu cầu tìm ước số chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng. Thì ý nghĩa của bài toán như sau, ví dụ cái mảng anh có 3 phần tử là 3, 6, 9. Cái nghĩa là tất cả phần tử này trong mảng này đều chia hết cho số nào thì số đó chính là ước số chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng. 3, 6, 9 đều chia cho 3 thì 3 chính là ước số chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng này. Ví dụ như cái mảng tiếp theo là 3, 5, 8, 12 thì bốn số này ước số chung lớn nhất của nó chính là 1. Bởi vì bốn số này đều chia hết cho một số duy nhất đó chính là số 1. Đúng không? Ví dụ như một trường hợp ở đây. Ví dụ cái mảng như sau. 3 ví dụ mảng như sau 2 4 6 8 đi. Mảng này có 4 phần tử. Thì 4 phần tử này ước số chung duy nhất nó chính là số gì? Chính là số 2. Bởi vì 4 số này đều chia hết cho một cái số chung mà lớn nhất chính là số 2. Đúng chưa? Thì bây giờ cách giải như sau. Qua cái bên mô tả cái ý tưởng giải bài này. Đấy, còn có đề như vậy thôi, chẳng có gì khó. Ví dụ anh có một cái mảng như sau gồm có vẽ ra gồm có các phần tử như sau là 3 12 mảng của 4 phần tử đi. 9 và 6. Mô tả nhưng mà không hiểu dung nữa ta. Đánh số từ 0 1 mảng của 4 phần tử đánh số như 0 0 1 2 3. Thì đầu tiên anh sẽ tìm ước số chung lớn nhất của 3 và 12. Ước số chung lớn nhất của 3 và 12 là mấy? Chính là 3. Đúng chưa? Anh tiếp tục tìm ước số chung lớn nhất của cái số này nè, số 3 này nè, với cái phần tử tiếp theo là với số 9. Thì ước số chung lớn nhất của 3 và 9 là mấy? Chính là 3. Rồi tiếp tục tìm ước số chung nhất của cái số vừa ra này, kết quả này với cái số tiếp theo là số 6. Thì ước số chung nhất của 3 và 6 cũng chính là 3. Thì kết quả này là một cái kết quả cuối cùng. Nó chính là ước số chung duy nhất của toàn bộ tất cả các phần tử trong mảng này. Đúng chưa? Em mà không chưa dùng nữa ta. Đấy. Rồi bây giờ vô cụ thể hơn. Đây là ý tưởng cho bạn nào xem video đầu tiên muốn làm. Ý tưởng này đơn giản. Bạn nào muốn làm cứ thử làm trước. Còn không thì tiếp tục xem tiếp. Hướng dẫn sâu vô bên trong tí nữa. Cụ thể hơn. Mảng như sau. 3 12 6 9 đánh số từ 0 1 2 3. Anh sẽ lấy một cái biến x. Biến x này chính là cái biến kết quả đấy. Đấy, biến x này gán bằng gì? Gán bằng A0. Gán bằng A0. Có nghe bằng mấy? Bằng 3. Anh sẽ đi tìm ước số chung lớn nhất của gì? Ước số chung lớn nhất của thằng x. Ước chung từ từ ước chung lớn nhất của x và cái thằng tiếp theo chính là thằng A1. Ước chung này của x với A1 là bằng mấy? X có phải là bằng 3 không? A1 có phải là số 12 không? Kiểu số chung của 3 và 12 là mấy? Là 3. Gán ngược lại cho biến x. Ngay đầu tiên cho x bằng A0. Đây. Đầu tiên gán x bằng A0. Rồi tiếp tục tìm ước số chung lớn nhất của thằng x này với thằng A1. Ra một giá trị bằng 3 đúng không? Gán ngược lại cho biến x. Tiếp tục tìm ước số chung lớn nhất của x này với thằng A2. Rồi cũng lại gán ngược lại cho biến x. Tiếp tục x bằng gì? Đây, hình dung đây. X bằng ước chung. Bự quá. Ước chung lớn nhất của x và tiếp tục A1 rồi, tiếp tục tìm ước số chung nhất của A2
Cứ lần lượt như vậy mà đi đến cuối mảng thì chúng ta sẽ tìm được một giá trị ước chung nhất chính là đứng x. Khi điểm này x bằng mấy? X này vừa tìm ra bằng mấy? Bằng 3 đúng không? Thì gán vào đây. A2 là số mấy? Số 6. Thì ước chung nhất của 3 là 6 là mấy? Là 3. Gán vào cho đứng x là 3 tiếp tục. Và cứ như vậy. Tiếp tục x bằng ước chung lớn nhất. Đây là một ước chung nhất, là một cái hàm tìm ước chung lớn nhất của x và mấy nữa. A2 rồi, giờ tiếp tục lên A mấy? A3. Đó, cứ như vậy làm thôi mà. Đơn giản. Khi ước chung lớn nhất của x và A3, x chính là mấy? X chính là cái giá trị số 3 trên đây vừa tìm ra được. Là 3. Và A3 chính là số 9. Khi ước chung nhất của 3 và 9 là mấy? Là 3. Lúc này chúng ta đã dẹp hết vòng lặp chưa? Nghĩ dẹp từ đầu mảng đến cuối mảng xong chưa? Xong rồi. Kết thúc thì có phải biến x chính là cái giá trị ước số chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng không? Đầu tiên ông x này bằng A0 này không có liên quan ở đây. Đây. Đây là vòng lặp chạy đầu tiên. Chạy y bằng 1. Nghĩa là tìm ước số chung lớn nhất của x và A1. Tiếp tục. Tìm ước chung nhất của x và A1 ra một giá trị chính là ước số chung là 3, gán ngựa cho biến x. Tiếp tục tìm ước số chung nhất của cái biến x ra đây với phần tử tiếp theo là A2. Tương tự y bằng 3 cũng làm như vậy. Chạy đến cuối mảng là chúng ta sẽ tìm được một giá trị cuối cùng chính là biến x, chính là ước số chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng. Ok chưa? Đây là ý tưởng. Ý tưởng thôi. Ý tưởng chỗ này có chỗ nào chưa hiểu không? Số 6 hay bằng số 5 nè. Rồi sao? Ừ. Rồi. Tiếp tục tìm số chung của 3 với A2 chính là số 5 đúng không? Khi 3 5 là mấy? Là 1. Ok chưa? Rồi tiếp tục tìm số chung của x này với A tiếp theo là A3. Nghe là tìm số chung của lớn nhất của gì? Của 1 và gì? Và 9. Thì 1, 9 kết quả ra là mấy? Là 1. Thì cuối cùng cái giá trị x này bằng mấy? Bằng 1. Thì số 1 này cũng chính là ước số chung lớn nhất của gì? Của tất cả các phần tử trong mảng. Đúng chưa? Hình dung được chưa? Đấy. Nó cứ làm như vậy thôi. Đây là ý tưởng. Rồi bây giờ vô code cho xem nè. Đấy, đây là ý tưởng nè. Ý tưởng vẽ cho cái bên như vậy đây. Giờ vô. Rồi anh đã làm xong hai cái hàm là hàm nhập mảng sức mảng để đỡ tốn thời gian. Thì hàm nhập mảng là gì? Đầu mảng đến cuối mảng để nhập giá trị cho AI. Sức mảng thì đơn giản như vậy thôi. Rồi, đầu tiên anh khai báo ra mảng tỉnh là có 100 phần tử. Nghĩa là cái này là gì? Khai báo mảng. Khai báo. Bị gì đây rồi? Sao hiểu vấn đề chưa? Khai báo cái mảng tỉnh chưa tối đa 100 phần tử. Rồi, in n. Cái chỗ này anh nhập nhanh n luôn nha. Chứ giá trị n là chúng ta phải kiểm tra trong cái đoạn từ 0 đến từ 1 đến 100 đấy. Nhập n. Rồi, xin. Rồi, đơn giản chúng ta cho cái do while luôn đi. Nhắc lại luôn. Nếu chúng ta khai báo một cái mảng tỉnh có 100 phần tử thì n này chúng ta chỉ được nhập trong cái đoạn từ 1 đến 100 mà thôi. Nhập n. Nếu như nó dùng một lập do while để kiểm tra cái này thì quá quen thuộc không? Nếu như n mà bé hơn bằng 0 hay n chúng ta nhập vượt quá cái giới hạn của mảng cho phép là 100 thì chúng ta sẽ in ra màn hình cái thông báo để người dùng biết là số lượng phần tử mảng, số lượng phần tử không hợp lệ. Rồi, xuống đây cái điều kiện như này là n bé hơn bằng 0 hay n lớn hơn 100. Chỗ này còn nhớ không? Mình quên rồi đấy. Ừ. Đó, nhập n. Nghĩa n là cái giới hạn ta được dùng trong 100 đấy. Rồi, sao ra màn hình. Nhập mảng. Gọi là cái hàm nhập mảng để nhập các giá trị cho mảng. A, n. Rồi, sau khi nhập mảng ta xuất mảng. Thì xuất ra tất cả phần tử trong mảng vừa nhập. Xuất mảng.
gọi là hàm sức mãn truyền vô a và n. Rồi lên đây viết một cái hàm là hàm gì? Đầu tiên là phải viết một cái hàm hàm tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên bất kỳ x y chẳng hạn đi, đúng không? Là cái hàm này nè, cái hàm tìm ước số chung lớn nhất này nè, ok chưa? Đặt tên nó, hàm tìm ước số chung nhất thì giá trị trả về phải là một số nguyên, chính là ước số chung nhất của hai số cần tìm, ước chung lớn nhất truyền vào hai cái giá trị in x và in y, nghĩa là tìm ước số chung nhất của hai số x và y. Rồi cái này sao đấy, đơn giản, cái thuật toán của chung nhất này còn nhớ không? Có mấy cách làm, có rất là nhiều cách. Anh sẽ làm cách này đi, nếu như x bé hơn y, trường hợp cái hàm tìm này là chúng ta tìm ước số chung nhất của hai số nguyên mà lớn hơn không nha. Chứ ví dụ như x bằng 0, y bằng một giá trị nào đó bất kỳ thì không, và cái giá trị đó không có ước số chung lớn nhất. Thì x y này phải là hai số gì? Lớn hơn không. Đấy, x phải y phải là lớn hơn không. Cho for in y bằng x y lớn hơn bằng 1, y trừ trừ. Nếu như x phần trăm cho y bằng bằng 0 và y phần trăm cho y bằng bằng 0 thì chúng ta sẽ return về cái giá trị y. Rồi ngược lại, ngược lại là tương đương trường hợp gì? Tương đương là nếu như x lớn hơn bằng y. Copy for lại, sửa lại thôi. Cho y giá trị khởi tạo y bằng y. Rồi, y như vậy thôi. Hiểu chưa? Có gì khó đâu. Rồi, đây là hàm tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên x, y. Bây giờ ta tiếp tục đi viết một cái hàm là hàm tìm ước số chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng, của tất cả các phần tử trong mảng bằng cái thuật toán mà chúng ta vừa mô tả bên cái bên kia. Rồi, thì cái hàm này cũng trả về một cái giá trị số nguyên, chính là ước số chung nhất của toàn bộ cái mảng, ước chung lớn nhất của mảng đi. Đây, thì tham số truyền vào đây là một cái gì? Đây là một cái mảng cần tìm và in n là số lượng tử của mảng. Đơn giản, đầu tiên nè, cho x bằng gì? À không, đó, biến x chính là ước chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mạng, cả phần tử trong mạng. Rồi đầu tiên cho x bằng a không rồi đúng không? Bây giờ hôm nay ta diệt cái mảng từ vị trí số mấy, vị trí số 1 đúng chưa, đến y bé hơn n, diệt từ vị trí số 1 đến cuối mảng. Đơn giản, cho x bằng cái gì? Gọi là hàm ước số chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất tìm ước số chung nhất của x và thằng AI. Sau khi tìm xong, ra một giá trị đúng không? Gán ngược lại cho biến x. Đó, đơn giản như vậy thôi, có quái đâu khó khăn. Đấy, tìm ước chung lớn nhất của x và AI. Rồi, sau đó gán lại cho biến x. Như bên cái bên ta mô tả là cái bên ta vừa mô tả sao ta làm y như vậy. Tìm ước chung nhất của x và AI đúng không? Gán lại cho biến x. Tiếp tục y tăng lên một vậy, lập tiếp là tìm ước số chung nhất của x với cái phần tử tiếp theo. Cứ như vậy đến cuối mảng, chúng ta được một giá trị x. Thì giá trị trong x đó chính là gì? Chính là ước số chung lớn nhất của cái mảng, của tất cả phần tử trong mảng. Biến x sau khi thoát khỏi vòng lặp, giá trị chính là kết quả cần tìm. Thấy cái bài có gì khó đâu. Rồi, gọi là cái hàm gì? Gọi là cái hàm in ra màn hình. Ước
chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng. Rồi, gọi là cái hàm tìm ước chung lớn nhất của tất cả phần tử trong mảng. Tham số truyền vô một cái mảng và cái gì? Cái số lượng tử của mảng là n. Chạy thử. Giờ đầu tiên chúng ta sẽ chạy thử hai cái trường hợp ở bên cái đề bài đi. Đề đầu tiên 369. Rồi, nhập mảng có 3 phần tử. 3, 6 và 9. Thì cái đề nó xuất ra được ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng là 3, đúng không? Đấy, tiếp tục test đến trường hợp thứ hai. Đó chính là cái mảng gì? 3, 5, 8, 12. Mảng có 4 phần tử. Nhập 3, 5, 8, 12. Khi xuất ra kết quả là ước chung lớn nhất của tất cả các phần tử trong mảng là 1, đúng không? Bởi vì sao? 4 số này đều chia hết cho một số duy nhất chính là số 1. Rồi, tiếp tục, muốn test đến cái trường hợp nào đúng không? Đấy, thì rõ ràng rất là đơn giản. Cái band này mô tả sao vô cài đặt code y như vậy. Rồi, có chỗ nào chưa hiểu không? Lúc nãy cái x bằng A0 em để đâu? Em để cái này vô trong một lập for đúng không? Thì mỗi lần như vậy có phải nó gán x là bằng A0 lại không? Là quỳ trớt rồi. Cuối cùng mình tìm ước số chung nhất quỳ trớt rồi. Đầu tiên là mình cho biến x bằng A0. Rồi tiếp tục tìm ước số chung nhất của thằng x này với thằng A gì? A1. Ra một giá trị gán ngược cho biến x. Rồi tiếp tục tìm ước số chung nhất của thằng x đó với thằng A tiếp theo là A2. Rồi gán ngược cho biến x. Thì cuối cùng là for nó dễ xong. Nghĩa là chúng ta dễ từ đầu, từ biến số 1 đến cuối mảng là anh ta có một ước chung lớn nhất chính là biến x, return biến x thôi. Hình dung chưa? Đấy, thực toán đơn giản như vậy đấy, có gì đâu khó. Tìm bội chung, rồi cái đề tiếp theo là đề gì? Nhập vào mảng chữ có số nguyên, viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất của tất cả các phần tử trong mảng, cũng giống như vậy thôi. Chẳng có gì khó cả, làm tương tự cách đó. Rồi làm thử xem.